Những ngày trong quân ngũ giã từ vũ khí của mũ đỏ tường vi. Sáng ngày hôm sau, ngày 21 tháng 4, một chi đoàn chiến xa M41 vào phối hợp, dùng đại liên 50 và súng SKZ-90mm bắn phủ đầu. Địch chịu không nổi, nới lỏng vòng vây, tôi mới bắt tay được với Thăng. Trong trận này, một M41 bị trúng B40 nhưng không bị cháy, chỉ bức bắn xích, phải kéo ra ngoài và thiết giáp cũng rời vùng, rời luôn Xuân Lộc. Tôi bảo Thượng sĩ Hiệp, thường vụ đại đội phối hợp với trung đội 4 đưa xác thiếu úy Thới và các anh em bị thương ra tiểu đoàn để ngày mai trực thăng vào bốc họ về Sài Gòn. Nhưng ngay chiều hôm đó, lúc 3 giờ, tôi nhận được lệnh gửi đi bằng công điện mật mã cho binh sĩ chôn quân trang, chỉ mang theo súng đạn và thức ăn mà thôi, mục tiêu là Bà Rịa. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng nói, tôi đang chặn địch, phải nằm tại chỗ để ngăn chặn địch, khi nào có lệnh của ông mới được rời vùng. Như vậy, đại đội 93 đương nhiên là đơn vị cuối cùng rời khỏi Xuân Lộc. Anh em cũng biết vậy, nên cứ lén lén nhìn tôi để xem phản ứng của tôi như thế nào. Buồn cười thật. Sáng ngày 21 tháng 4, trong lúc trận chiến đang xảy ra giữa thiết giáp đại đội 93 và đại đội 94, thì tiểu khu Long Khánh, sư đoàn 18 bộ binh và biệt động quân rời Xuân Lộc theo liên tỉnh lộ 2 về Bà Rịa, Phước Tuy. Lữ đoàn 1 nhảy dù trách nhiệm bảo vệ đoạn hậu và triệt thoái khỏi Xuân Lộc theo thứ tự. Tiểu đoàn 1 nhảy dù xa nhất rút trước. Tiểu đoàn 8 nhảy dù rời vùng khoảng 11 giờ tối. Đến gần nửa đêm, tiểu đoàn 9 nhảy dù mới cuốn gói. Đại đội 93 được dùng làm vật cản đường cho cuộc lui quân. Tôi biết thân phận mình như vậy, nên dò trên bản đồ và quan sát địa thế tại chỗ, xem con đường nào dẫn ra liên tỉnh lộ 2 ngắn và dễ đi nhất. Tôi bảo chuẩn úy Hoành dẫn trung đội lấy phương giác 3000 đi mở đường, gặp rào kẽm gai cắt bỏ và cho một người ở đó để liên lạc, và cứ thế rải dài, khi nào hết rào kẽm gai thì thôi. Đến 5:30 chiều, Hoành trở về cho tôi biết là đã làm xong. Cuộc lui binh lúc đầu êm ả, đến tối thì không còn giữ được im lặng nữa, vì người dân các xóm đạo họ biết tin, ùn ùn gồng gánh đi theo, chó sủa heo la, gà vịt kêu ăn ác khắp xóm làng. Lòng tôi lúc đó nóng như lửa đốt, cứ nghĩ rằng Việt Cộng mà biết được mình rút chạy, họ dồn lực lượng tấn công mạnh, thì anh em tôi ngàn thu vĩnh biệt. Ai yểm trợ, ai lo cho mình, khi chỉ còn một mình nơi đây. Chắc chắn, địch cũng đoán được Việt Nam Cộng Hòa rút bỏ Long Khánh. Họ không đánh tôi ở đây, mà sẽ đưa lực lượng phục kích trên đường rút lui. Lúc đó chúng tôi không có hầm hố, sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Tôi nghĩ bâng quơ thế thôi, để yên chí mà ngồi chờ. Chờ đợi, dù việc gì đến, là buồn hay vui, ai cũng thấy lòng nôn nao, hồi hộp. Trường hợp của tôi cũng không ngoại lệ, ngồi đứng không yên. Tôi bỏ ra ngoài, đi kiểm soát, dặn dò anh em để ý quan sát động tĩnh của địch để kịp thời phản ứng, và cũng để cho cái đầu của tôi nó bớt căng thẳng. Nó đang sắp nổ tung rồi đây. Đêm nay, trời không có trăng, cảnh vật chìm dưới ánh sáng lờ mờ, nhờ bầu trời có nhiều sao. Mưa đã tạnh, nhưng mây vẫn còn che phủ nhiều nơi. Từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm, đối với tôi, thời gian có đi chậm một chút, nhưng tôi vẫn còn chờ đợi được. Đến quá nửa đêm, thì mỗi phút trôi qua, với tôi thật sự quá dài. Sao không thấy lệnh lạc gì hết? Hay là tôi đã bị bỏ quên? Hỏi để mà, trông hỏi để mà, lo và hỏi để có chuyện vậy thôi. Làm sao có câu trả lời? Chỉ nghĩ không thôi mà như trách cứ ai vậy. Đêm đã khuya quá rồi, anh em nhảy dù ơi, cố gắng đi nhanh lên, cho anh em tôi nhờ với. Tôi còn sợ máy hết pin, nên bảo Hùng thay pin mới và nhớ ép sát ống nghe vào tai để nghe cho rõ. Vớ vẩn thật, nhưng giờ phút đó thật tình tôi nghĩ như vậy. Vậy mà tiếng máy kêu xè xè cũng làm cho tôi giật mình. Vì đêm khuya quá yên tĩnh, đại đội tôi nhận được lệnh cuốn gói. Kim đồng hồ chỉ đúng
1:53 sáng ngày 22 tháng 4 năm 1975. Hoành dẫn đường, đại đội đi hàng một, và cứ thế tiếp theo trung đội 4, 3 và 2 bao chót. Tôi dặn Tuất nếu địch đuổi theo, cho trung đội nằm lại ngăn địch, tôi sẽ trở lại với anh em. Tôi chủ trương rút nhanh mới bắt kịp tiểu đoàn, phải bám sát để khỏi lạc. Trong vòng 45 phút sau, đại đội đã ở trong vườn cây, sát liên tỉnh lộ 2. Tôi liên lạc mới biết tiểu đoàn đang bị các rào kẽm gai cản trở, còn ở phía sau tôi. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho tôi phải trở lại dẫn đường. Tôi cho một trung đội vòng lại, đưa tiểu đoàn theo con đường cũ tôi vừa đi, thoát ra ngoài chỉ mất khoảng 15 phút. Tiểu đoàn băng qua liên tỉnh lộ 2, di chuyển sâu trong rừng, đến căn cứ Long Giao thì tịt đường, bị dính vào rào kẽm gai của căn cứ không đi được. Dùng dằng mãi tôi thấy sốt ruột quá, đại đội 93 vẫn bao chót và dân làng cứ bám theo sau. Tiếng con nít khóc la, tiếng gọi tìm nhau ơi ới. Tôi gọi máy xin gặp đích thân và tình nguyện dẫn đầu đưa tiểu đoàn ra đường lộ, băng ngang căn cứ Long Giao và tiếp tục di chuyển trên liên tỉnh lộ 2. Gần 6 giờ sáng, tiểu đoàn đến thung lũng Gia Ray, cách Xuân Lộc vào khoảng 20 cây số. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng cho dừng quân trên đường gần con suối nhỏ để con cái lấy nước. Ngay lúc đó, Việt Cộng tấn công bằng súng cối 61 ly và súng nhỏ, nhưng bị ta phản ứng mạnh bằng M72, đại liên M60 và M79 của cả tiểu đoàn. Tôi điều động đại đội bám vào bờ đất cao bên đường, bắn vào các lùm tre hai bên bờ suối. Hàng trăm khẩu súng đủ loại bắn hàng ngàn viên đạn rải xuống bên dưới con suối, làm địch im tiếng súng. Không may, tôi bị một mảnh cối 61 ly ghim vào đùi, làm chân trái của tôi bị tê, vết thương rỉ máu, sưng bầm tím. Thấy vậy, bác sĩ Ẩn lấy băng cá nhân bịt kín vết thương cho tôi. Hướng đông cách chúng tôi khoảng 2 cây số là ấp Quý Cả, có ngọn núi cao nằm bên phải tỉnh lộ 2, địch dựng một cây cờ màu xanh đỏ của mặt trận giải phóng miền Nam. Khoảng đất trống bên trái, pháo đội C3 đặt hai khẩu 105 để yểm trợ cho cuộc lui quân. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 4, pháo đội bị địch tấn công, tràn ngập do một trung đội trinh sát bảo vệ, bị thiệt hại nặng. Tiểu đoàn 8 nhảy dù vừa đến nơi tấn công bọn vẹn, cứu được nhiều anh em pháo đội, cũng như trinh sát bị bắt trước đó, tay họ bị trói quặt ra sau. Và một lần nữa, tiểu đoàn ra lệnh đại đội dẫn đầu, ép qua bên phải, di chuyển sâu vào trong rừng, tránh xa ấp Quý Cả, đang bị hai phi tuần A-37 bỏ bom. Nhưng không may, lần này tiểu đoàn lại gặp rừng tre dày đặc, không di chuyển được. Tôi lấy ống nhòm, nhìn về phía chân núi, thấy thấp thoáng bóng người. Tôi nghĩ rút lui là phải dọt cho lẹ, nhanh chừng nào tốt chừng đó, cứ như vậy rủi nhiều may ít, khó nói lắm. Và tôi nói với thiếu tá tiểu đoàn trưởng là tôi thấy dưới chân núi có người, liên lạc thử xem có phải bạn không. May mắn, trung tá lữ đoàn phó xác nhận ông đang ở gần đó, vì vậy tiểu đoàn trưởng mới bằng lòng để tôi mở đường hướng về ấp Quý Cả. Đại đội 92 của đại úy Lê Đình Luân di chuyển bên trái, đại đội 93 của tôi bên phải kẹp hai bên đường. Hai đại đội cùng tiến song song, đoạn đường gần 2 cây số chỉ mất khoảng 45 phút. Tôi bắt tay được với trinh sát, anh em cho biết Việt Cộng đang đóng chốt trong rừng, bên kia khoảng trống, nhắm bắn xẻ khi chúng ta băng ngang con suối cạn, bảo chúng tôi phải cẩn thận. Tôi nhìn xuống khoảng đất trống, chỗ mấy khẩu 105 ly bị cháy, và thấy đứa con đầu của đại đội 92 cũng vừa chấm mí, sửa soạn băng qua khoảng trống. Tôi giật mình, gọi Run cho con cái ép sang phải, băng qua đường đến chỗ tôi, trên gò đất cao dưới chân núi. Vết thương của tôi chảy máu nhiều, bác sĩ Ẩn đề nghị tôi đi gần để được ông săn sóc, và đại úy Trần Ngọc Chỉ, ban ba tiểu đoàn ra thay tôi coi đại đội. Việt Cộng phục kích chặn đường, liên tỉnh lộ 2 không an toàn. Tiểu đoàn mở đội hình di chuyển sâu vào trong rừng, theo phương giác hướng về Bình Giã.
Nhờ rừng cây khai quang thưa thớt dễ đi, đến 5 giờ chiều thì chúng tôi bắt tay được với cánh quân của tiểu đoàn 7 nhảy dù, phối hợp với thiết vận xa M113 chờ đón chúng tôi tại Bình Giã. Tôi và Lưới, hai thầy trò, theo xe về vị trí của một pháo đội nằm bên cạnh căn cứ cũ gần phi trường dã chiến bỏ hoang. Đêm đó các tiểu đoàn đóng quân hai bên liên tỉnh lộ 2 vùng Bình Giã. Nửa đêm về sáng, Việt Cộng dùng xe máy cày ngụy trang nhiều cành lá và kéo theo các thanh sắt giả làm T-54 để hù nhảy dù, bị nhảy dù sơi tái. Trưa hôm sau, ngày 24 tháng 4, tiểu đoàn di chuyển về đóng quân tại núi đất. Trung tá tiểu đoàn trưởng có tới thăm rồi đi không về lại tiểu đoàn. Bác sĩ Ẩn xem vết thương cho tôi, thấy mảnh đạn lòi ra ngoài dính vào băng cá nhân dài khoảng nửa phân, nhỏ hơn đầu đũa. Bác sĩ Ẩn nói ông lội đường xa, vết thương bị động nên máu ra nhiều, mảnh bom cũng trồi ra ngoài. Tôi đồng ý để bác sĩ tiểu đoàn gắp nó ra. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng thấy vậy nói vết thương của Tường cũng nhẹ thôi, ông hỏi tôi về lại đại đội có được không, và ông sẽ để tôi đi với thiết giáp cho đỡ đau chân. Tôi thấy chân không còn đau nhức nữa, từ chối rất khó, thế là tôi ở lại. Đúng là tôi có số xuất ngoại nên chỉ ở lại. Chỉ tội cho gia đình tôi, sau ngày đổi đời không thấy tôi mò về, tưởng là tôi đã chết bơ vơ, đau khổ mất hết niềm tin. Tôi về đến đại đội thì nhận được một ông trung úy ra tăng cường. Tưởng ai, hóa ra là luật sư Hoàng Cơ Môn. Tôi nghe tên ông này hôm nay mới biết mặt. Tôi than thầm, đại đội trưởng làm sao nuôi cơm ông đây? Rất may là ông chỉ ở với tôi một đêm thôi, sáng hôm sau về lại tiểu đoàn. Xin phép quý vị cho tôi viết về đích thân của tôi một tí. Ông có tính tình khá đơn giản, cởi mở và vui tính. Lối sống của ông rất bình dị nên đối xử với thuộc cấp có phần dễ dãi. Ông là võ sĩ nhưng lại thích làm và ngâm thơ. Tuy ông chưa xuất bản tập thơ nào, nhưng trong sư đoàn, ngay cả ông tướng tư lệnh cũng từng có nghe qua ai đó nói về nhà thơ này. Thơ của ông không cầu kỳ, sâu sắc như các thi sĩ, nhưng được làm theo vần điệu nên đọc nghe rất êm tai, chứa đựng thật nhiều tình cảm. Ý thơ có chút lãng mạn, khiến người nghe dễ rung cảm đồng tình. Ông thích ngâm nga một vài bài thơ, nhất là khi mọi người đã uống vài ly hay dăm lon bia, nhân dịp họp mặt của anh em trong tiểu đoàn chiến dù. Đích thân cũng rất thương em út, thường chia sẻ cà phê, thuốc lá, hai thứ quý hơn vàng khi đơn vị chạm địch nơi rừng sâu, núi thẳm, chậm tiếp tế. Tính ông khá vô tư nên dễ dàng chấp nhận ý kiến của mọi người chung quanh, ngay cả các chú mang máy truyền tin cho ông cũng thế. Ông không thích bị gò bó, phải suy nghĩ nhiều. Đánh giặc thì cũng xem như mọi người, nhưng ông cầm quân rất mát tay, gặp khó khăn gì rồi cũng tháo gỡ được. Khi cần động viên tinh thần anh em binh sĩ, ông bắt nhịp cho toàn thể hát bài sư đoàn nhảy dù hành khúc trước họng súng của quân thù đang vây bủa chung quanh đơn vị, như trong trận mùa hè đỏ lửa trên cao nguyên Trung Phần. Khi căn cứ Tân Cảnh của đại tá Lê Đức Đạt, tư lệnh sư đoàn 22 bị địch tràn ngập, và cánh quân của tiểu đoàn 9 nhảy dù gồm 3 đại đội do thiếu tá tiểu đoàn phó Võ Thanh Đồng chỉ huy đang bị địch vây hãm phía tây bắc phi trường Phượng Hoàng trên ngọn Ngóc Tu ở Đắc Tô. Tôi phục vụ dưới quyền ông trong một thời gian khá dài, từ trung đội trưởng đến đại đội trưởng, từ chiến trường này đến cuộc hành quân nọ gần 8 năm. Vui cũng có mà buồn cũng có, nói chung có giận, có hờn, có trách, nhưng chung quy tôi vẫn mến ông. Tường Vi kể chuyện xưa, thời xa lắc xa lơ và nhớ đâu nói đó. Nếu có điều gì sai, xin đích thân cũng đừng buồn. Vì thời gian còn lại của chúng ta trên cõi đời này không còn bao lâu nữa. Đây cũng là câu chuyện xảy ra trong tiểu đoàn giữa chiến trường, có thương có ghét, đó là sự thật 100%. Biết rõ tính ông như vậy nên tôi thường nói ra ngay nhận xét của mình, rồi đề nghị làm theo ý kiến của tôi
mà không sợ bị ông cự nữ. Và lúc nào tôi cũng là người tình nguyện thi hành nhiệm vụ đó, vì luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm với đơn vị. Chớ trêu thay, có bạn chê trách tôi là hữu dõng vô mưu, dạy gì phải tình nguyện đi làm để cho lính khổ. Bạn này không dám nói thẳng với tôi, mà lại nói với vợ tôi, sau ngày 30 tháng 4 mới chết chứ. Thời gian đổi đời, dầu sôi lửa bỏng, vợ tôi không thấy tôi về. Vào hậu cứ tiểu đoàn hỏi thăm tin tức, thì nhận được lời phê phán này. Còn gì đau khổ hơn, bạn ơi, bạn có đáng trách không? Cách chỉ huy của ông cũng dễ nhận biết, tin ai thì dùng người đó, rách như manh chiếu vẫn dùng. Vừa chạm địch thì có chút nao núng, nhưng khi đã vào trận rồi thì ông gan dạ hơn người. Như tôi vừa thưa với quý vị, ông rất nóng tính, gặp điều bất bình thì phang ngay, không nương tay. Bởi vậy, binh sĩ nào uống rượu làm bậy dễ bị đòn, mà đã phạt thì thường rất nặng. Kính thưa đích thân, nhận xét của Tường Vi về đích thân có chút nào sai, cũng xin đích thân đừng buồn phiền, bởi vì ca dao tục ngữ mình có câu, thương nhau lắm, cắn nhau đau, thưa đích thân. Sau cuộc hành quân Long Khánh, hai bạn Phạm Bá Hồi và Nguyễn Hữu Thăng được vinh thăng đại úy, nhiều binh sĩ được gắn cấp bậc và huy chương tưởng thưởng. Ngày 26 tháng 4, tiểu đoàn di chuyển về giữ an ninh quốc lộ 15 Sài Gòn Vũng Tàu, đoạn từ ấp Láng Cát đến Bà Rịa. Bộ chỉ huy tiểu đoàn đóng quân phía bắc quốc lộ 15 gần ấp Láng Cát, đại đội 92 của đại úy Lê Đình Luân bảo vệ pháo đội đối diện bộ chỉ huy tiểu đoàn. Đại đội 93 đóng quân chung với chi đoàn M113 gồm 14 chiếc nơi vườn chuối phía đông của pháo binh. Đại úy Hồi ra giữ chức đại đội trưởng đại đội 91, thế cho trung úy Kinh bị thất lạc trong cuộc hành quân lui binh khỏi Xuân Lộc, đang đóng quân trên dãy núi phía bắc ấp Láng Cát. Đại úy Nguyễn Hữu Thăng đi phép về chịu tang cha. Thiếu úy Nguyễn Văn Vinh lên xử lý đại đội trưởng 94 đóng quân gần trường bắn của trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp. Ngày 27 tháng 4, kế toán trưởng ra phát lương, và hôm đó cũng có một phái đoàn từ Sài Gòn xuống ủy lạo tặng quà cho tiểu đoàn. 3 giờ chiều, đại úy Trần Ngọc Chỉ rủ tôi và Ron xuống thị xã Phước Tuy uống cà phê, nhân chuyến đi chia sẻ quà cho lữ đoàn. Tôi và Ron vào quán cà phê trước cửa tòa tỉnh trưởng, nhâm nhi ngồi chờ. Chi Lăng hẹn xong việc, chúng tôi sẽ đi Vũng Tàu ăn phở. Chúng tôi không sợ lỡ tàu vì trên xe Jeep có máy truyền tin. Đang cao hứng thì chúng tôi nhận được tin tiểu đoàn gọi về họp. Đến nơi mới biết tiểu đoàn có tổ chức một bữa cơm chiều mời các đại đội trưởng tham dự. Chúng tôi chưa uống xong chai bia thì nghe nhiều tiếng nổ ở xa xa hướng thị xã Phước Tuy, và tiểu đoàn nhận được lệnh di chuyển về Bà Rịa để giải tỏa áp lực địch. Tiểu đoàn trưởng chỉ huy hai đại đội 92 và 93 tùng thiết chi đoàn M113 di chuyển về Phước Tuy trên quốc lộ 15. Khi chúng tôi đến bờ sông bên này thị xã thì trời đã tối và nghe được tiếng rú ga của xe thiết giáp. Tiểu đoàn liên lạc nhưng không ai xác nhận được của đơn vị nào. Mãi đến nửa đêm, tiếng rú của thiết giáp mới chấm dứt. Mờ sáng ngày 28 tháng 4, chúng tôi nhìn sang bên kia sông, không thấy một bóng người nào, lính cũng như dân. M113 bắn hai quả đại bác 90 và lô cốt ở đầu cầu, vẫn không thấy ai trả lời. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh đại đội 92 tiến vào, kiểm soát khu chợ mới. Phần tôi đưa đại đội 93 vượt qua cầu, tiến vào thành phố, liên lạc với tiểu khu Phước Tuy, kiểm soát và báo cho ông biết tình hình tại chỗ. Khi tôi tiến vào con đường chính trước cửa tòa tỉnh trưởng, hai hàng cây ngô đồng trồng bên đường bị pháo gãy đổ tan hoang, bít kín cả lối đi. Nhiều căn phố bị sụp đổ. Đồng hồ chỉ đúng 8 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975. Đại đội 94 cũng vừa mới đến. Tiểu đoàn trưởng bảo tôi theo dõi giúp đỡ thiếu úy Vinh. Tôi cho 94 bố trí bên này con đường phía đông tòa tỉnh. Đại đội 93 án ngữ trước mặt tiểu khu phía nam con đường.
bộ chỉ huy đóng tại Rạp Hát với hai thiết vận xa M113. Tôi báo về tiểu đoàn đã kiểm soát toàn thành phố, dân chúng di tản hết, chỉ gặp vài người già và trong tòa tỉnh không còn ai hết. 10 giờ, dân chúng lục đục kéo về, lấy đồ đạc rồi lại ra đi. Hình như họ vẫn còn sợ hãi đợt pháo kích chiều hôm qua. Tình hình tạm yên tĩnh cho đến 1 giờ chiều, địch bắt đầu pháo mạnh. Hơn 1 giờ sau, T-54 từ hướng trường bắn trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp tiến theo con đường bên hông tòa tỉnh vào thành phố. Súng nổ vang rền, trước cổng tòa tỉnh trưởng, một chiếc T-54 chạy trên đường, lao về phía chúng tôi. Toán SKZ 57 ly và anh em binh sĩ 93 và 94 ẩn núp các gốc cây hai bên đường, cũng dương M72 nhắm chiếc T-54 khai hỏa. Mấy quả đạn trúng pháo tháp nổ tóe lửa nhưng xe không cháy, chúng chạy vào ẩn núp trong tòa tỉnh. Đang đánh ngon lành thì ông thiếu úy thiết giáp hỏi tôi: "Đại úy, đại đội 93 ở đâu và ai là Tường Vi? Có lệnh của đại bàng cho mình du lưu về Vũng Tàu." Tôi nói: "Tôi là đại đội trưởng đại đội 93 và Tường Vi là danh hiệu truyền tin của tôi." Bộ chỉ huy tiểu đoàn ở mãi cầu Cò Mây, dùng anten lá lúa không liên lạc được, mới nhờ qua thiết giáp. Tôi chuyển lệnh của tiểu đoàn cho đại đội 94 và bảo thiếu úy Vinh rút về Vũng Tàu. Con đường đi Vũng Tàu là con đường độc đạo, hai bên toàn nước và sình lầy. Qua khỏi chợ mới khoảng 200 mét, có chiếc cầu nhỏ bắc ngang con lạch. Việt Cộng biết vậy nên pháo nhỏ giọt vào đây, mong cản lực lượng tiếp viện từ Vũng Tàu lên, và nếu nhảy dù rút khỏi Phước Tuy cũng sẽ bị tổn thất. Xe qua khỏi cầu 500 mét, tôi yêu cầu thiết giáp ngừng lại nơi bãi đất trống để kiểm điểm quân số và chờ đại đội 92 và 94. Tôi gọi cho Ron hỏi bạn đang ở đâu. Hắn trả lời: "Vũng Tàu." Tôi nghĩ bạn này nhanh thật, mới đây mà đã đến Vũng Tàu rồi. Tôi di chuyển bằng M113, hắn đi bộ, không thể nào nhanh như thế được. Tôi đang hoài nghi thì nghe tiếng súng nổ phát ra từ khu chợ mới. Tôi đưa ống nhòm lên quan sát, thấy bóng thầy trò hắn chạy ra rồi lại chạy vào. Địch từ trên sân thượng của ngôi chợ hai tầng bắn xuống. Chắc là đêm qua mấy chiếc T-54 đã thả bọn chúng xuống đây, và từ sáng đến giờ chúng nằm im chờ đợi giây phút này. Tôi điều động hai chiếc M113 đến gần cây cầu, dùng đại liên 50 bắn cho bọn vẹm không ngóc đầu lên nổi, giúp đại đội 92 thoát khỏi vùng nguy hiểm. Run dẫn đại đội lẩn vào khu vườn tre ở hướng đông rồi mới di chuyển về nam. Vì vậy anh em phải lội qua mấy con lạch. Thầy trò hắn ướt như chuột, máy truyền tin cũng bị hư luôn. Tôi tạm thời đưa cho đại đội 92 một máy PRC-25 để liên lạc. Vừa lúc đó, Hùng trao máy cho tôi và nói: "Đại úy, thiếu tá tiểu đoàn trưởng muốn gặp." Tôi tiếp ống liên hợp ép vào tai, trả lời: "Tôi nghe đích thân." Đầu dây bên kia tiếng thiếu tá Đường dõng dạc: "Tường dẫn theo 94 vào chiếm lại Phước Tuy cho tôi. Đang đánh nhau, cho lệnh rút, rồi bây giờ ra lệnh, trở lại đánh tiếp, dễ gì." Ông còn nói, nếu tôi chiếm được Phước Tuy, ông sẽ thăng cấp cho tôi. Không biết tại sao, lúc đó tôi lại cười được. Nghĩ mình mà đem quân chiếm lại Phước Tuy ngay bây giờ, đương nhiên tôi được thăng một cấp rồi. Nhưng chắc chắn là thăng cấp giữa hai hàng nến trong mất thôi. Nói là vậy, nhưng tôi vẫn phải thi hành lệnh. Hiện giờ ở tại đây tôi có ba đại đội. Đại đội 92 coi như bất hiện dụng, chỉ còn lại đại đội 93 và đại đội 94 với 8 chiếc thiết vận xa M113, làm sao chọi với T-54 của địch đang chiếm giữ thành phố. Tôi đang hội ý với anh em bên thiết giáp dùng hỏa lực để yểm trợ cho bộ binh tím chiếm ngôi chợ mới, làm đầu cầu tiến vào khu phố chính, thì nhận được lệnh rút cả về cầu Cỏ Mây. Chưa đánh mà chạy đã là điềm chẳng lành. Đến 3 giờ chiều, công binh đặt mìn đánh sập nhịp giữa cầu Cỏ Mây. Mọi di chuyển từ Phước Tuy về Vũng Tàu xem như bị gián đoạn. Việt Cộng chiếm giữ Phước Tuy, hai đại đội 90 và 91 của tiểu đoàn 9 dù
còn kẹt lại ở ấp Láng Cáp, và tiểu đoàn 1 và 8 dù vẫn còn nằm án ngữ phía đông bắc Phước Tuy bị kẹt cứng. Các cánh quân này sau đó tìm được đường về Vũng Tàu qua ngã Long Sơn ngập nước. Anh em phải băng qua vùng sình lầy nên chịu thật nhiều mất mát về sau. Tiểu đoàn trừ gồm 3 đại đội chấn giữ tại cầu Cỏ Mây. Tiểu đoàn trưởng bảo tôi phải trông nom luôn đại đội 94, và ông nói sẽ cho Trung úy Hoàng Cơ Môn về làm đại đội trưởng đại đội 94, nhưng bị tôi phản đối kịch liệt nên ông bỏ ý định này. Một bông mai của thiếu úy Vinh phải trả bằng mồ hôi và xương máu. Hơn 2 năm lăn lộn ngoài chiến trường, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, còn cấp bậc trung úy đồng hóa của luật sư Hoàng Cơ Môn chỉ để làm cảnh, không thể chỉ huy. Tình nguyện phục vụ trong đoàn quân Mũ Đỏ là việc làm rất đáng khen, nhưng để chỉ huy một đại đội tác chiến nhảy dù không phải là chuyện dễ dàng mà một ông luật sư có thể làm được. Tại cầu Cỏ Mây, đại đội 93 chịu trách nhiệm hướng Bắc và Tây Bắc, Vinh 94 thủ mạch Đông và 92 của đại úy Duân phòng thủ hướng Tây. Phía Nam có Thiết Giáp và cách đó không xa còn có một đại đội thủy quân lục chiến trấn giữ. Tiểu đoàn không nhận được tái tiếp tế nên tôi báo cho các đại đội vào kho gạo của hải quân tại cầu Cỏ Mây mà lấy. Đồng thời tôi cũng cho anh em binh sĩ đem gạo đổi lấy thức ăn của dân chúng. Và buổi chiều hôm đó, tôi và Ron có bữa cơm gà luộc, uống rượu whisky, lưới chôm ở bót cảnh sát. Tại đầu cầu Phước Tuy nghe đâu có tới một hầm rượu lạnh. Tối ngày 28 tháng 4, địch dùng ghe nhỏ bơi qua sông tấn công, nhưng chúng bị đẩy lui. Có một số anh em đại đội 93 bị thương, được di tản về bệnh viện Vũng Tàu. Sáng ngày 29 tháng 4, có lệnh rút về Vũng Tàu. Khi xe tôi đến căn cứ hải quân Cát Lở thì bị Việt Cộng phục kích. Chiếc M113 của tôi đang đi thì bị quả B40 bắn bứt xích. Tôi phải bám vào thành xe đến sau. Súng nổ, người ngã, xe vẫn chạy. Đến trường truyền tin xe mới dừng lại cho tôi leo lên, và xe tiếp tục chạy đến bến đỗ bãi trước. Khi tôi tới nơi thì các tiểu đoàn đã ra khơi, không còn một chiếc ghe nào trong bến. Nằm dọc con đường men theo vách núi có hàng mấy chục chiếc M113 còn nguyên vẹn, bựng sau mở trống trơn nhưng không còn người. Việt Cộng bắt đầu pháo vào bến đá gần điểm tập trung. Có một binh sĩ chết và vài người bị thương. Anh em phát hiện tên đề lô ở trên núi gần tượng Phật đang đứng điều chỉnh. Tôi cho một toán leo lên mỏm đá dùng M72 bắn, nhưng cũng không biết có kết quả hay không. Sau đó Chi Lăng đem ghe vào và chúng tôi ra khơi. Tối hôm đó ghe tôi neo tại Vòm Láng thuộc tỉnh Gò Công. Khoảng 11 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, thiếu tá tiểu đoàn trưởng nói với tôi trên máy: "Hòa bình rồi, anh em nào muốn về với gia đình, Tường cho họ xuống ghe nhỏ vào bờ. Ai muốn phiêu lưu thì mình sẽ đến Thái Lan hay một nước nào đó vùng Đông Nam Á." Tôi gọi máy hỏi các bạn. Không một người nào muốn về. Nghĩ đến gia đình tôi buồn lắm, dù không khóc được, nhưng 2 dòng lệ vẫn cứ lăn dài trên má. Và nếu hôm đó có bạn nào về, chắc chắn tôi sẽ chọn về với gia đình. Ồ, cũng là số mệnh. Chiều ngày 30 tháng 4, nhiều ghe thuyền chạy ngang qua Vòm Láng. Trên ghe, người đứng, người ngồi, nằm chen chúc nhau chật cứng. Hòa bình gì mà tôi cảm thấy người như điên như dại, lòng nóng như lửa đốt, không biết mình phải binh đường nào, chọn đường nào đây. Đi thì lòng như đã chết, phải xa gia đình, xa vợ con, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Về cũng chết. Tôi biết mình không thể sống với Việt Cộng vì tôi lớn lên trong vùng Việt Minh, hiểu rõ bọn chúng. 9 giờ tối ngày 30 tháng 4, có lệnh ghe nhổ neo ra khơi. Và đến tối ngày hôm sau, ghe tôi được đệ thất hạm đội Mỹ hướng dẫn mọi người lên con tàu buôn đậu sẵn ở hải phận quốc tế. Nửa đêm hôm đó, tàu nhổ neo di chuyển đến Subic Bay, Philippines, cho một số người xuống bến vì tàu chở quá tải, rồi tàu lại tiếp tục đến đảo Guam thuộc Mỹ, nằm giữa Thái Bình Dương, chấm dứt những ngày tôi phục vụ trong quân ngũ. Sống và chiến đấu với anh em đồng đội qua các địa danh,
từ vùng biên giới Tây Ninh, Bình Long, Phước Long vượt biên sang Campuchia, vùng lưỡi câu, mỏ vẹt tấn công Trung ương cục miền Nam, dự trận Đam Bơ, Mi Mốt, Cam Phong Cham đến cuộc hành quân đổ bộ sang vùng Hạ Lào, tham dự trận mùa hè đỏ lửa tại Tân Cảnh, Đắc Tô, hành quân tái chiếm tỉnh Quảng Trị, lên Thường Đức, Quảng Nam, đánh đồi 1062, về Xuân Lộc, Long Khánh, sang Bà Rịa, Phước Tư, Vũng Tàu. Chiến trận trải dài suốt 8 năm phục vụ trong đoàn quân Mũ Đỏ, với 4 lần bị thương và nhiều lần thoát chết. Kính thưa quý vị, thưa quý niên trưởng, thưa các bạn và các anh chị em Mũ Đỏ, loạt bài viết về những ngày sống trong quân ngũ, lính kể lính nghe đến đây là kết thúc. Tường Vi kính xin quý anh chị dành một phút mặc niệm, thắp nén hương lòng, tưởng nhớ đến các anh hùng tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ Tổ quốc, cho người dân sống dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa được hưởng đời sống tự do hạnh phúc trong suốt 20 năm. Anh em còn nhớ tiếng gọi yêu thương đầy nước mắt, anh lính Cộng Hòa ơi, cứu tôi với. Lời kêu cứu xé lòng ấy thỉnh thoảng vẫn đánh thức tôi trong đêm dài mộng tưởng. Từ ngày tôi rời bỏ quê hương, thương ơi là thương, Việt Nam Cộng Hòa đã lùi sâu vào dĩ vãng, nhưng ngọn cờ linh thiêng của Tổ quốc vẫn tiếp tục tồn tại trên khắp thế giới. Nơi nào có người Việt sinh sống, nơi đó có cờ vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ tung bay. 38 năm đi qua, dù danh xưng Việt Nam Cộng Hòa có mất tên và Cộng sản Việt Nam tìm đủ trăm phương ngàn kế để thay đổi ngọn cờ vàng bằng cờ máu của chúng, nhưng chúng càng lồng lộn muốn phá bỏ, cờ vàng càng được nhiều quốc gia trên thế giới chấp nhận, đại diện cho người Việt quốc gia và được treo vào những nơi trang trọng nhất. Thật là một điều kỳ diệu, tôi chưa bao giờ thấy xảy ra trước đây. Tường Vi cũng kêu gọi tình chiến hữu hướng về quê nhà, giúp đỡ các anh em thương phế binh đang sống lay lắt cơ cực dưới chế độ trả thù tàn độc của bọn cộng sản buôn dân bám nước. Tường Vi cảm ơn niên trưởng Bùi Đức Lạc đã hỗ trợ, khuyến khích và giúp đỡ rất nhiều trong giai đoạn đầu rất khó khăn cho một người chưa bao giờ cầm bút. Tường Vi cũng xin cảm ơn bạn bè xa gần đã nói vào để Tường Vi chịu khó ngồi suy nghĩ, tìm tài liệu và sau cùng là những lời hối thúc góp bài của Đặc San Mũ Đỏ. Tường Vi mới có can đảm ngồi gõ từng chữ, dò lại từng dòng, xem qua, đọc lại, vẫn thấy có trăm chữ thừa, ngàn chữ thiếu. Và cuối cùng, bốn chữ, nhảy dù cố gắng, có lẽ nó vẫn còn trong tôi, cho đến cuối cuộc đời. Xin đa tạ và kính chào quý vị. Vi Vất Tần, Oregon, tháng 4 năm 2013, Mũ Đỏ, Tường Vi.